Chỉ trong vòng một tuần qua, giá 1 kg tôm hùm các loại tiếp tục tăng từ 100 đến 200.000 đồng và dự báo sẽ còn tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán gần kề. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại vùng nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài, thị xã Xuân Cầu, tỉnh Phú Yên. Cũng như nhiều ngư dân khác, tuy lượng tôm hùm trong lồng không còn nhiều, chỉ với 300 kg, nhưng gia đình bà Sơn cũng thu về được gần 400 triệu đồng. Thì nhờ cái bạn này là kéo là kẻ năm, chứ còn nếu không có bạn này là chắc tất cả các dân đây nuôi tôm là chắc ai cũng bị lỗ đâu đó. Sau thời gian dài ảm đạm bởi dịch bệnh COVID-19 và thiệt hại do mưa lũ, thị xã Sông Cầu, thủ phủ tôm hùm vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ những ngày cuối năm sôi động hơn bao giờ hết. Tại các xã vùng ven vịnh Xuân Đài, không khí mua bán tôm hùm đủ các loại kích cỡ đều được thương lái thu mua với giá cao nhất, có bao nhiêu gom hết bấy nhiêu. Giờ còn ít tôm ra là ở cái nhu cầu người ta cần nhiều, nên là giá nó lên. Đến thời điểm này, tôm hùm thương phẩm ở vùng nuôi Vịnh Xuân Đài chỉ còn khoảng 25 tấn, quá ít so với tổng sản lượng khoảng 760 tấn đã xuất bán từ đầu năm đến nay. Trung bình, cứ 10 hộ thì chỉ còn 3 hộ còn tôm để bán. Giá tôm hùm bông hiện đang ở mức 2,4 triệu đồng 1 kg, tôm hùm xanh giá 1,3 triệu đồng, tăng ít nhất gấp đôi so với tháng 6, chưa từng có từ trước tới nay. Hiện tại bây giờ thiếu, giá nó lên cao, mà giá lên cao, nhưng mà không, hiện tại bây giờ nó không còn bao nhiêu hộ đó. Giá tôm hùm cao ngất ngưỡng, tưởng chừng người nuôi chúng lớn, thế nhưng thực tế lại không phải vậy, vì cả thị xã Sông Cầu có 450 hộ nuôi tôm hùm, đến thời điểm này chỉ còn khoảng 100 hộ là còn tôm để bán với lượng tôm ít ỏi. Vấn đề đặt ra lúc này là người nuôi tôm cần tập trung vào tái đầu tư cho vụ tới, khi đã thu lại được phần nào thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh COVID-19.